Thôi em nhìn ảnh mà cái mép anh giật 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 nè. Cái gì vậy? Sao đi? Anh thẳng quá. Anh thẳng quá, rung quá. Đừng có nói nhìn xong rồi anh chọn các tường nha. Thôi, dù sao cũng cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì em đã đưa chị lên làm cái mẫu người phụ nữ lý tưởng của em. Dạ. Chân thành cảm ơn em. Chị về bên đó chị sẽ nói thêm chút mặc dù em không có được như vậy. Quần áo cho em, mình bán cà phê. Tôi xin hỏi bạn Tuấn nè. Hình như bây giờ bạn vẫn đang căng thẳng đúng không? Dạ cũng hết rồi anh. Hết rồi hả? Dạ. Đã hồi hộp chú. Hơi hồi hộp chút xíu. Hồi hộp chút xíu, trời ơi, hai cái tay này ngồi dịnh đồng gói cứng ngắc không rồi. Bạn ngồi giờ không yên luôn á. Bạn có biết tại sao lý do bạn căng thẳng không? Chắc là hồi hộp không biết bên kia làm sao. Theo bạn là bên kia làm sao? Trong đầu bạn nghĩ bên kia làm sao? Có hồi hộp giống bạn không? Không. Không hả? Dạ. Thấy vậy là bạn yếu quán quý hơn bên kia. Dạ. Vậy tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Một bạn gái dễ thương, quyến rũ. Quyến rũ? Quyến rũ là theo kiểu nào? Quyến rũ về mặt ngoại hình là... Dạ, ngoại hình. Ngoại hình sao? Sexy chút. Sexy là sao em nói rõ cái sexy chị nghe coi nó bạn có thể nói quá. Sexy là như thế nào? Ba dòng cân đối. Ba dòng bự và đều bằng nhau luôn. Không có. Từ cân đối này nó khó hiểu lắm mà anh Linh à. Em muốn nó cụ thể một xíu. Cân đối với chị cắt tường được ạ. Trời ơi. Chị cắt tường cân đối dữ rồi nha. Ơi chị cảm ơn em, chị cảm ơn em. Chị bắt đầu có thiện cảm về em rồi đó. Bây giờ để chị hỏi bạn bên này nha. Em ơi, em kinh doanh về quần áo trẻ em. Chị nghĩ em là thích con nít đúng không? Thì dạ. Em nghĩ sau này nếu mà em lấy chồng thì em nghĩ em sẽ đẻ bao nhiêu đứa con? Nói chung là em thì em không có tiêu chuẩn là đẻ bao nhiêu, cứ sanh được bao nhiêu thì cứ sanh thôi. Nhưng mà em nghĩ khả năng của anh, của em sanh được tối đa là bao nhiêu? Cái đây em không biết được vậy. Tại vì em biết tại sao chị hỏi em như vậy không? Dạ. Chị nhìn bên ngoài của em, bề ngoài của em là một người phụ nữ rất là chững chạc. Dạ. Đối với chị em rất là đầm thắm, rất là thùy mị. Em là hội đủ những cái tiêu chuẩn của một cái người vợ lý tưởng. Vậy thì em chia sẻ cho chị tại sao mà đến giây phút này em vẫn chưa tìm được một cái người bạn đàn ông cho riêng mình? Em nghĩ chắc có lẽ là duyên chưa tới. Cũng có yêu nhưng mà rồi không thành. Là em hy vọng là trải qua chương trình này em sẽ tìm được một nửa thật sự của mình. Chị cũng chúc là hy vọng của em sẽ thành sự thật. Dạ. Nhưng mà trước khi mà nó thành sự thật thì em có thể nói rõ hơn nữa cái tiêu chuẩn người bạn trai của em là như thế nào? Em quen ai thì em chỉ biết một người thôi. Hơi bị lụy và tình yêu một tí. Nhưng mà nếu mà khi mà em thấy không được thì kể như em cũng nói thẳng. Thẳng thắn, dạ. Chấm dứt. Được là tiến tới là tìm hiểu nhau. Dạ đúng rồi. Xây đắp, vun đắp mà không được là chia tay. Dạ, chia tay sớm mất đau khổ. Dạ đúng rồi. Em ha, dạ. Ở một mình cho nó vui. Cho nên là đến giờ phút này vẫn ở một mình. Dạ đúng rồi. Tức là yêu là tiến tới luôn á hả? Dạ. Còn bên đây, theo em thì chúng ta yêu rồi em có nghĩ là tiến tới không? Em cũng nghĩ vậy à. Nghĩ vậy luôn, yêu xong là cưới luôn. Yêu cưới luôn. Chứ đó giờ em có mấy mối tình rồi? Cũng 2-3 mối tình rồi. 2 mối tình sẽ chưa tiến tới. Quen nhau xong mình tìm hiểu rồi không có phù hợp với nhau quá. Bên kia thì người ta nói rất là rõ ràng về cái mẫu người phụ nữ lý tưởng là phải cân đối rồi ba vòng rồi này kia, thì em có cái tiêu chuẩn gì cho mình về người đàn ông lý tưởng của mình không? Em thì em không có cần phải đẹp trai. Thực sự cái tuổi của em thì em không còn mê đẹp trai nữa. Dạ, nhưng mà em cần là phải có một người hiểu biết nhiều làm cho em nể. Thà nói đại cao to mập lùn thì chị Cát Tường còn dễ tìm kiếm đem về giới thiệu cho em, chứ mà em hỏi mà một người để em nể thì cái này là hơi khó. Thôi được rồi, để biết em có nể hay không thì để chị coi chị có nể hay không cái đã. Dạ. Nếu chị nhìn mà chị thấy chị nể thì chị hy vọng là em sẽ nể. Dạ. Em rất là hy vọng vậy. 2-3. Trời ơi, em nhìn ảnh mà cái mép anh giật 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 nè. Cái gì vậy? Sao đi? Căng thẳng quá. Căng thẳng quá, rung quá. Đừng có nói nhìn xong rồi ảnh chọn các tường nha. Thôi, dù sao cũng cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì em đã đưa chị lên làm cái mẫu người phụ nữ lý tưởng của em. Chân thành cảm ơn em. Chị về bên đó chị sẽ nói thêm chút mặc dù em không có được như vậy. Chị đùa một tí thôi, chứ nói chung là sau khi mà chị lướt qua một cách sơ bộ đó thì chị thấy là người đàn ông bên đó cũng có thể là người đàn ông để cho em dựa dẫm nể nể một tí. Còn sự thật thực hư như thế nào thì phải chính mắt em xem mới được. Rồi tới anh để từ từ. Anh hỏi em, nãy giờ em cảm nhận người phụ nữ bên kia như thế nào, đúng cái mẫu người của em không? Cũng đúng ạ. Nhưng mà theo em có sexy không?
chưa thấy nên không biết. Cảm nhận nghe tiếng nói thôi. Sao em thấy bên đó căng thẳng quá. Có thể như tiêu chuẩn bên đây sexy nha, ba vòng bằng nhau nha. Để anh coi. Kín đáo không có nghĩa là không sexy nha. Rồi em. Chuẩn luôn đó nha. Người rất sexy. Đấy. Cao ráo. Đấy. Hấp dẫn. Mà người đó là Cát Tường. Gì vậy? Bậy bạ không à. Nó chơi vui thôi. À, ủa em cận mấy độ? Dạ em cận hơi cao. Một bên là 425, một bên 475. Một bên 475 luôn. Dạ. Một người con gái rất là dễ thương, chững chạc. Một mẫu vợ, người vợ lý tưởng đó anh Linh. Nói tóm lại là anh thấy rằng những cái tiêu chuẩn của em đưa ra nãy giờ đó, cái này nói thật nha. Yeah. Tiêu chuẩn em đưa nãy giờ thì hình như là cũng chưa có đáp ứng được. Vấn đề chúng ta sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt với nhau để xem cái duyên có đến hay không. Dạ. Mà được không được là bên đây thẳng thắn lắm á nha. Đúng được rồi. Là coi như tiến tới, yêu không là được cưới. Là chia tay sớm mất đau khổ. Không cưới là không yêu. Đúng. Rồi, xin mời bạn quay mặt qua đây. Chưa, từ từ, giật mình. Bạn trai bên đây hay giật mình lắm nha. Màn kéo lên. Cái gì vậy? Mời bạn. Sao vậy? Khoan, nhìn từ từ bên đó thôi. Rồi, mời bạn qua. Nhìn đi. Các bạn có 2 phút nhìn nhau và bấm nút 2 phút bắt đầu. Em chào anh, rất vui được gặp anh. À, anh cũng vậy. À, anh ở quận 5, còn em ở đâu? Em ở quận 1. Ok. Dạ. Anh bớt căng thẳng nha. Dạ, anh đâu có căng thẳng đâu. Em thấy anh hơi căng thẳng. Dạ. Anh thấy em thế nào? Rất là dễ thương. Như là, cái như là anh nghĩ không? Gần như vậy. Dạ. Chỉ có cái em không sexy như anh nghĩ. Không, sexy thì có phải là lúc mà nhìn bề ngoài phụ nữ thì cũng như quyến rũ rồi được. Dạ. Sexy nên không ạ? Dạ. Giống chị Tường không? Chắc chắn không bằng rồi. Dạ. Sau bữa gặp mặt này em có thể mời em đi ăn hoặc là đi coi phim. Dạ, em rất sẵn sàng. Ok. Dạ. Yêu là cưới đó nha, nhớ nha. Chứ không phải giỡn chơi đâu nha, hứa đại nha. Mình cũng có tuổi rồi, mất thời gian lắm. Dạ, được thì tiến tới, được dạ. Thì thôi mình dạ. Tìm cơ hội khác em mà. Dạ, dạ. Đúng rồi. Nhanh bạn lên, còn có 30 giây thôi, nhanh. Dạ. Bạn này là có nhiều suy nghĩ khác với hình tượng của bạn lắm đó. Dạ. Thôi nghỉ chơi hết thời gian hết rồi. Hết rồi, hết thời gian thì không còn nhiều thời gian. Cái gì mà anh cứ đưa cái ót vô người ta hoài vậy anh Linh? Anh kỳ cục kia vậy đó. Bây giờ hết nhìn nhau rồi, bây giờ các bạn sẽ có 3 khắc thôi để quyết định điều đó. 1 2 3. Rất là nhịp nhàng và rất là đồng điệu, cùng một lúc, không trước không sau gì cả. Em phát biểu một cảm xúc là tại sao mà em nhấn nút. Chị thấy người cái giờ này mà cái mép vẫn còn giật giật gì nè, nó rung quá. Rung quá. Em nghĩ sao mà em bấm nút chọn anh chàng này? Dạ, anh cưới luôn hả hay sao? Nói chung là em thấy ảnh có một cái gì đó mà hơi nhút nhát tí. Nhưng mà cái là em lại thích mọi người đàn ông như vậy. Còn bạn sao? Nãy bạn đưa ra tiêu chuẩn khác rồi gặp người khác tự nhiên cũng nhấn nút là sao? Em thấy bạn cũng mới nhìn thấy cũng bạn gái cũng dễ thương, nước vàng da trắng. Em kiếm thấy ngọt ngọt. Ngọt ngọt? Ngọt là sao em? Dạ. Kiến mà em thấy ngộ ngộ là ngộ cái chỗ nào? Bằng yêu gì ngộ hay là yêu gì? Bây giờ nhìn nè, mình trao nhau một cái nắm tay cho nó ấm áp chứ. Thế chị thấy bên kia giật hoài kìa em nắm tay cái cho nó. Đó, gì mà nó lộn xộn. Đứng bên đây thì nắm bên đây thì đưa bên kia qua. Trời ơi, mới quen mà nắm tay chặt dữ ta. Bạn cảm nhận vì gì về cái nắm tay này? Lạnh mà ấm áp. Ủa lạ ta, lạnh mà ấm áp là lạnh, sao? Lạnh ở ngoài. Lạnh là lạnh bên ngoài mà ấm bên trong. Đó. Còn bạn nữ thấy sao? Cảm nhận gì cái nắm tay này? Dạ, em thấy bàn tay của anh rất là ấm. Rất ấm? Dạ. Có đủ che chở cho mình không? Em hy vọng là có. Hy vọng. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào toàn thể mọi người. Em tên là Đỗ Phương Duyên. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. À, năm nay em 32 tuổi. Em tuổi con cọp. Dạ, em làm nhân sự.
em là dành cả tuổi thanh xuân để tính lương cho đồng nghiệp đó chị. Trời ơi, hay quá. Làm nhân sự là khó tính lắm đó nha. Sao anh biết hay vậy? Trời ơi, làm nhân sự là một trong những khâu rất là khó. Mà dưới là mọi người rất là sợ. Chàng trai bên đây, mình giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Và chào quý vị khán giả có trong phim trường. Tôi tên là Lê Duy Linh, năm nay tôi 38 tuổi. Tôi sinh ra ở Sài Gòn. Tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là kỹ thuật cho công ty cung cấp thiết bị cho rạp chiếu phim á. Kỹ thuật á hả? Dạ. Về âm thanh ánh sáng dạ. Hả? Không, về âm thanh. Kỹ sư âm thanh á. Kỹ sư âm thanh, dạ. Rồi. Một bên là nhân sự, một bên là kỹ sư âm thanh. Bên kia 32, bên đây 38. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là sự nhiệt tình, em cũng vui vẻ, tính em cũng năng động, nhiều khi nó cũng tăng động. Tăng động luôn. Khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính chút xíu. Cái gì mà không giữ với em là em hơi khó chịu, mà em nhăn khó chịu. Không, đừng nhăn. Dạ, để không cười. Nhăn đã thấy khó chịu rồi, nhăn chi nữa. Dạ. Sở trường sở đoản của mình là gì? Em thích đi du lịch. Mình còn gì nữa? Dạ, em cũng thích ca hát. Ca hát. Chị có dám nghe không? Dám chứ. Sở trường hay là sở đoản? Em hát thử. Hát thử là biết liền nó sợ gì ha. Rồi xin mời. Dù đã biết yêu người luôn trái ngang, nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng, dù cho nhiều đớn đau. Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng, sẽ cho anh rất nhiều, dù cho ai kia luôn hững hờ. Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ, xin cho ai nỗi cô đơn luôn khuất sâu trong lòng. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em, thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bản con tim em mãi muôn đời. Hay quá, giọng quá trầm quá vang luôn ha. Vậy là sở trường là ca hát rồi đúng không? Dạ. Rồi bạn trai bên kia cảm nhận như thế nào về giọng hát của bạn nữ? Giọng hát hay chị. Em hát được không? Dạ em hát được. Em hát câu đi. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi son phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai. Rồi, em có những cái ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm em là hơi ít nói. Ít nói, không sao, ít nói cũng là một ưu điểm đó em. Rồi còn có tật xấu gì không? Dạ, không có tật xấu. Không có. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao năm? Mối tình dài nhất là được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì lúc đó em lo sự nghiệp của em á, cho nên người ấy không có đợi em được á. À. Nên là cô ấy đi lấy chồng á. Bây giờ công việc ổn định chưa em? Dạ, công việc thì giờ cũng ổn rồi chị. À, nếu bây giờ được thì bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì 6 tháng đến 1 năm là... Tình trường mình sao cưng? Dạ, mối tình chính thức của em là được 5 năm. Rồi lý do sao chia tay? Dạ, tụi em cũng gần đến lúc là cưới nhau rồi thì hai gia đình có nhiều trục trặc á xảy ra. Nên sau đó 2 năm thì tụi em chia tay. Rồi gần đây có mối tình nào nữa không? Dạ, nhỏ lẻ em chưa. Ủa, có chính thức. Có nhỏ lẻ nữa hả? Chưa tính hả? Vậy là mình ở không bao lâu rồi? Dạ, ở không khoảng 3 năm rồi. Lý do tại sao 3 năm không có ai? Dạ, chắc tại đi du lịch nhiều quá thì... À, em hay đi du lịch lắm hả? Dạ, đúng rồi, nhiều khi... Công việc sao? Cuối tháng chuyển lương là đầu tháng đi du lịch cho xả chép đó chị. Sung sướng quá ha. Rồi vậy bây giờ muốn tìm một mẫu người như thế nào? Trưởng thành. Em thì thích nấu ăn, thế nên em mà em không thích dọn dẹp, thế nên là cần một người biết rửa chén là được rồi chị. Thế đó giờ ăn xong đập chén luôn hả? Rửa chén thì em trai biết rửa chén, biết rửa chén, biết dọn dẹp nhà cửa. Vậy được. Cao chắc khoảng từ gần 1m7. Tại em cũng cao 1m62 rồi. Em cao, em mang giày cao gót nữa chắc lên gần 1m7 luôn. Cao nhiêu? Dạ em cao 1m68 chị. Được rồi. Dạ được rồi chị. Rồi. Rồi bây giờ em tưởng tượng bạn trai bên kia sao, em đoán luôn đi. Hai bên cứ trao đổi với nhau trực tiếp luôn đi cho nó thoải mái. Em cũng mong muốn có một chàng trai là có trách nhiệm rửa chén cho em nha. Rồi, anh sẽ rửa chén cho em. Thôi rồi. Chưa thấy mặt mà đòi rửa chén cho người ta luôn. Thích cái gì không thích cái gì nói luôn, giảm đi coi sao mình không thích cái gì ở người đàn ông. Anh thích người phụ nữ như thế nào trước em? Biết quan tâm, chia sẻ, biết tôn trọng nhường trên và biết cách cư xử là được rồi. Dạ. Đặc biệt là phải chung thủy. Dạ em rất là chung tình anh. Em dạ, một mối tình là từ đó là giờ 5 năm tới giờ luôn anh. Dạ vậy dạ. Được chưa? Dạ được.
vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Cao thấp mập ốm gì cũng được hết. Quá dễ. Rửa chén được đúng không? Dạ rửa chén được. Giặt quần giặt áo được đúng không? Dạ được. Quét nhà cửa được đúng không? Dạ được. Giữ cái em bé được không? Dạ tất nhiên là được rồi. Được luôn hết đâu. Em rất là mong muốn. Đúng là đàn ông của gia đình. Bên đây ngon rồi đó. Tìm một người bạn gái là có yêu cầu gì không? Biết tôn trọng mình là được rồi chị. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Thì đừng có khó chịu quá, nóng tính quá cũng không được. Trong profile chương trình em ghi là em định không có lấy vợ đúng không? Dạ thì nhiều khi em cũng nghĩ là do phụ nữ nhiều khi nóng tính quá mình cũng ngại á. Rồi phụ nữ nào nóng tính lâu lâu mới có người thôi chứ em. Sợ cái không muốn lấy vợ luôn. Sợ phụ nữ hả? Không phải sợ phụ nữ mà sợ cái tính cách, cái tính tính. Sợ nóng tính rồi sợ gì nữa? Sợ mà hay càm ràm, nóng tính hay càm ràm. À. Rồi có sợ phụ nữ gì nữa không? Dạ không. Bây giờ đã muốn lấy vợ chưa? Dạ, bây giờ có thể lấy vợ được rồi. Bây giờ gia đình em phản đối thì em tính sao? Chắc không có phản đối đâu chị, tại em cũng lớn rồi. Nên là em có thể quyết được cái vấn đề đó. Ngộ quá ta, tự nhiên sao mà có ý nghĩ sợ phụ nữ đâu có ai mà hung dữ gì đâu. Nha, yên tâm không có sao hết trơn á. Trời đất ơi. Lúc em chia tay em cũng định không lấy chồng luôn á chị. Trời ơi, nhưng hai người này xứng luôn. Mắc nhưng mà lúc mà chương trình gọi điện cho em là gực dậy cái niềm đam mê của em rồi chị. Đam mê lấy chồng hả? Mê trai. À, mê trai. Bây giờ em cảm nhận cô ấy có càm ràm không? Em chưa thấy càm ràm. Có nóng tính không? Dạ, em chưa thấy. Có đó. Có. Nãy cô nói hơi nóng tính đó. Nóng tính. Cuối tháng em có nóng tính không? Cuối tháng mới nóng tính đúng không? Mới nóng tính. Ta gọi là tới tháng nóng tới tính tháng đó. Dạ không. Cuối tháng là tính lương em mới nóng tính anh. Bình thường là đầu tháng giữa tháng không sao. Thì tới tháng đó. Tới tháng là nóng tính là bởi ai cũng đòi lương đó. Nói gì mà mấy người cười ầm ầm vậy? Tới tháng mà. Ảnh mà càm ràm với lại là nóng tính là rút lui luôn á. Em không có càm ràm đâu anh. Khó chịu không? Em có khó chịu tí tí thôi. Chân sự khó chịu lắm. Lên hỏi gì cũng cự chứ. Nhưng mà em nghĩ là em mới có thể làm cho ảnh vực dậy lương được giống em anh. Ồ vậy hả? Dạ. Em có thể quản lý anh được đúng không? Dạ đúng rồi. Anh này anh hiền lắm. Nhưng mà đừng có gọi là gì ăn hiếp đàn trai quá nha. Em con cọp chứ em không có giữ đâu anh. Trời ơi. Nhìn em hiền không? Quá hiền. Bên đây em tuổi gì ta? 38 tuổi gì ta? Tuổi thân nha. Tuổi khỉ. Tuổi khỉ hả? Cọp với khỉ hả? Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ em sợ đàn ông mê tín lắm anh. Mê tín, sợ mê tín hả? Dạ giống như tuổi thân với dần á. Dần em... thân tị hợi là tứ hình xung đó. Em có mê tín không? Dạ em không có mê tín. Thí dụ giờ hai cái tuổi mà không hợp với nhau á, em có chịu lấy nhau không? Thì giờ cuộc sống mình bây giờ hiện đại rồi, cái tuổi tác tôi có quan trọng vấn đề với tính cách con người thôi anh. À. Không có mê tín. Anh hiền lắm. Khoảng bao lâu cưới được? Em nếu được thì đẻ luôn là không sao hết. Trời ơi, chưa cưới đẻ luôn ghê vậy. Chỉ là cưới xong đẻ đó chị. Không, đẻ luôn được không? Được anh. Được không? Được. Em thích trai hơn gái? Đừng BD là được rồi. Hả? Trời ơi trời, cái vụ này khó nói lắm. Sao cũng được, đừng BD nữa. Miễn anh đàn ông là được rồi. Đó, cái đó mới mệt đó, cái đó mới mệt á. Đàn ông 100%. Chắc không? Được không? Được. Anh là đàn ông em ơi. Ừ. Rồi, ngon lành ha. Anh là đàn ông rồi. Luôn rồi. Bây giờ là mình có đi với người nhà, có người thân, có ai hỗ trợ mình không? Dạ, em có bạn bè với đồng nghiệp em đang ở dưới ạ. Rồi, cho chị gặp bên đại diện bên nhà gái. Dạ, em chào chương trình ạ, em chào Nguyễn Linh, chị Cát Tường ạ. Theo em nhận xét thì em thấy anh này cũng hiền lành và thật thà, dễ thương. Cho nên là nghĩ là anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Được không? Dạ, được ạ. Anh đàn ông không? Dạ, đàn ông. Đàn ông. Em thấy được hả? Em trai đi với ai? Em đi với mẹ của em. À, có bác hả? Dạ, chào bác. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chú Quyền Linh. Dạ, chào bác. Bác là mẹ của Duy Linh. Duy Linh cũng hiền lành, cũng đi làm về tối rồi cũng phụ mẹ, lo công việc nhà. Thế con dâu tương lai thế nào bác? Dạ, dâu thì bác thấy là cháu cũng vui vẻ, hiền lành, đẹp. Bác chịu bác không? Thích. Dạ, dạ chịu. Bác cũng mong cho hai đứa tìm hiểu với nhau, đi tới hôn nhân. Cảm ơn bác nha. Dạ, cảm ơn bác. Hai bên cũng đã khảo sát rồi, bây giờ vấn đề còn lại là hai đứa nha. Mở cửa trái tim. Quà gửi các em. Dạ. Cảm ơn anh, dạ. Em tặng anh. Dạ. Cảm ơn em. Em có cảm nhận gì về em? Đêm đêm mất kiến mua cái đó. Kiểm tra nhân sự á. Kiểm tra anh có phải đàn ông không? Cái đó kiểm tra sau, anh thấy em thế nào? Thì nhìn em cũng dễ thương. Những thời gian mà rảnh rỗi á, anh thường làm gì? Rảnh rỗi thì nếu mà ở nhà anh dọn dẹp nhà cửa. Anh có rửa chén không? Có rửa chén. Cô này cũng có lo chuyện rửa chén không à?
công việc của anh có hay thường đi công tác không? Công việc thì cũng hay đi công tác. Anh có thường kết hợp việc công tác với việc du lịch? Cũng có em, cũng có. Ví dụ như mình đi công tác mà có thời gian á thì mình ở lại chơi một hai ngày. Anh ở lại, anh nhớ rủ em đi chơi theo ha. Ok, sẽ mua vé cho em ra đi chung nha. Em đang suy nghĩ tới có con thì em sẽ dạy con bằng tiếng Anh tự em dạy luôn, không biết anh có thích vậy không? Rất là tốt, mình hướng cho con đi theo tiếng Anh thì càng tốt. Vậy hai người nói chuyện tiếng Anh khúc nghe coi coi. Bắt đầu. How you think about the future? Have a baby? You like a girl, a boy? You mean the children, our children? How many children do you want to have? I want to have two children. One two. Boy, one girl, right? Mệt quá, nói tiếng Việt thì dễ hiểu đi. Lấy nhau về kinh tế trong gia đình ai quản lý? Em nghĩ là không cần phải là một người nào đó phải giữ một cái số tiền của hai người. Tuy nhiên là hả, biết chăm lo cho gia đình. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Tâm đầu với hợp quá ha. Nếu mà quen thì cuối năm em lấy được không? Cuối năm mình kết hôn được không? Em cũng muốn lập gia đình rồi, thế nên là cuối năm được, không sao hết. Vậy là tốt rồi. Anh nghĩ mình đến đây cũng là cái duyên của mình rồi. Em tin duyên nữa. Quá tốt rồi. Nếu mà cái duyên đó mà mình phát huy được thì thành cái nợ để mình lâu đài tình ái bắt đầu. Anh ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tình cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vươn đôi phồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đẹp đôi, đẹp trai, xinh gái, các bạn đủ cảm nhận để chúng ta có nên bấm nút hay không? Và nên nhớ, bấm nút, chúng ta cần có trách nhiệm với việc bấm nút của mình nha. Một, hai, ba. Chúc mừng các bạn. Nào, hai người nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu nha. Để em hôn anh. Tuyệt vời. Ấn tượng. Và đây chúng tôi nắm tay cũng lãng mạn vậy. Tình trường đi bạn trai, rồi bạn giới thiệu trước đi. Dạ, và từ trước giờ thì mối tình chính thức thì em đã qua hai mối tình rồi ạ. Những năm là em cuối đại học với cái năm đầu tiên em đi làm. Thì mối tình đó thì mối tình đối với em là sâu sắc nhất. Mấy năm? Dạ, 2 năm. Rồi sâu sắc mà tại sao chia tay? Dạ, cũng một phần lúc đó thì em cũng chưa được suy nghĩ kỹ cho lắm. Nên nhiều khi em thiếu quyết đoán trong đó. Thiếu quyết đoán? Dạ. Tức là lúc đó còn trẻ ha? Dạ. Bây giờ nói chung cũng cao cao tuổi tí rồi. Dạ. Thì mình chỉnh chặt hơn. Hy vọng lần này mình sẽ quyết đoán nhiều hơn. Dạ. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, tính hiện tại thì em có 2 mối tình. Rồi. Mối tình thứ nhất là hồi học trò. Mối tình thứ hai là khi em mới ra trường. Tới giờ thì kéo dài được bao lâu? Mối tình thứ hai kéo dài được bao lâu? Dạ, mối tình thứ hai dạ được 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Dạ, một phần cũng vì công việc và cảm thấy không hợp nhau ạ. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ. Về tính cách em muốn tìm một người đàn ông chín chắn, tự chủ, một người mà nói ít làm nhiều, mạnh mẽ và quyết đoán trong hành động của mình, có công việc làm ổn định, có chí cầu tiến, đặc biệt là người phải có tính lạc quan, biết nhìn xa để phấn đấu bản thân. Ngoài ra em cũng muốn tìm một người mà có thể có trách nhiệm với gia đình và một người đàn ông tốt bụng. Đặc biệt là nếu như mà anh ấy thích thể thao hoặc là yêu thiên nhiên như em thì càng tốt. Về bề ngoài á, ngoại hình á, thì em thích một người cao ráo, mặt sáng sủa, có thể cao từ 1m7 trở lên. Phong cách thì đơn giản thôi nhưng mà phải gọn gàng và tươm tất. Một cái list cũng rất là dài, đầy đủ ha. Bạn trai sau khi nghe xong cái tiêu chuẩn của bạn gái đưa ra thì bạn cảm nhận như thế nào? Mình thấy mình có đáp ứng được cái tiêu chí đó không? Thì em thấy trong số các cái tiêu chí bạn nữ thì em cũng đáp ứng được là nhiều. Chỉ có chiều cao là em thiếu à. Thiếu chút chiều cao. Dạ. Không có nổi đâu. Bạn cũng khá cao đấy. Rồi còn mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào?
Dạ, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là, đầu tiên về ngoại hình thì em thích bạn gái là cao khoảng 1m55 trở lên, da trắng và tóc dài. Về tính cách, da đen tóc dài được không? Thì đó là mình thích thôi anh, còn khi mà cái mình gặp mình có thích cái hôm đó là lúc mà cái cảm giác của mình. Rồi, còn gì nữa? Còn về tính cách thì em thích bạn gái là mạnh mẽ và cá tính, cũng có xíu lãng mạn giống em. Và đặc biệt là em thích bạn gái là thích chó. Hả? Thích nuôi chó chị à. Bạn gái thích chó mình phải thích. Tự nhiên mình nghe thích bạn gái làm chó gì đó. Trời đất ơi. Ờ nghe lục bùng lỗ tai. Rồi có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ ở bạn gái thì em không thích là, thứ nhất là bạn gái nóng tính ạ. Thứ hai là còn quá ham chơi. Dạ vậy thôi ha. Dạ. Còn em có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ em không thích người hói hồ bụng phệ. Không thích một người quá an phận và không gia trưởng cũng như là không năng nhăng. Hút thuốc thì cũng ít thôi và uống rượu thì có thể tự chủ được. Mình có cái mẫu người lý tưởng về bên ngoài như thế nào không em? Dạ không, em không muốn đặt một cái lý tưởng gì đó. Chỉ cần là không hói, không hô, không bụng phệ thôi đúng không? Không hút thuốc luôn hả? Ít thôi chị à. Tại vì mới mốt có gia đình thì về nhà hút thuốc có hại cho em với lại con cái á. Mình muốn sanh mấy đứa con? Dạ hai là đẹp thôi chị. Hai là đẹp. Nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Nếu hợp thì có thể khoảng 1 năm hoặc 1 năm rưỡi. Rồi để chị coi các tiêu chí của em như thế nào nha. Dạ chào chị. Mừng quá. Không hói, không hô, không bụng phệ. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m68 chị. 1m68. Em có biết nguyên nhân tại sao mà mình tới giờ phút này mình chưa tìm được bạn gái không? Dạ thứ nhất thì cái thời gian mình mới làm ở quê á, thì đa số khách hàng của em là khách hàng lớn tuổi. Thì cũng người ta cũng là chín chắn đó rồi, nên cái môi trường làm việc của em thì rất là ít nữ. Thứ hai thì cũng một phần vì em nuôi nhiều cún chó nhà chị, nên thời gian ngồi đi, thời gian đi làm về là em chơi với tụi nó là nhiều. Rồi bây giờ có bạn gái rồi. Đó là lúc mình chưa có bạn gái chị. Thì mình mới dạy có bạn gái rồi thì mình dành thời gian cho bạn gái nhiều. Rồi bỏ tụi nó cho ai? Thì mình cũng chia sẻ ra mình chăm sóc chị. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, theo ý muốn của em là khoảng cuối năm sau ạ. Cuối năm sau? Dạ. Mình đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ, về tự em thì em có thể chuẩn bị được 1/3 đám cưới rồi ạ. Còn thời gian giờ tới cuối năm sau thì em cố gắng thêm ạ. Mình có lập kế hoạch cho mình sẵn hết trơn rồi đúng dạ. không? Có mình định lập nghiệp ở trong Sài Gòn luôn hay sao em? Dạ, tương lai của em là em muốn lập nghiệp trong này ạ. Lập nghiệp ở trong này? Dạ. Nhưng mà em có tính vào đây làm gì chưa? Dạ, hiện tại thì cái kế hoạch của em là em cũng muốn mở, em với anh em á, cũng muốn mở một cái siêu thị mini nhỏ. Wow. Nên dự tính của em là khoảng tháng 9, thời gian này là tháng 9 năm nay á. Tháng 9 thì năm nay em vào, em làm trước. Có vị trí mở siêu thị mini tự nhỏ mở chưa? Dạ tức dạ có đất, tức là không, đất đấy là cũng thuê lại của người quen. Tức là cục thuê rồi. Dạ. Ồ vậy tốt rồi. Một còn 2 tháng nữa chuẩn bị hết rồi. Tất cả mọi thứ tốt rồi. Vậy tốt, chúc mừng em cố gắng kinh doanh thành công nha. Dạ. Có điều yêu cầu gì ở nhà phía nhà gái nữa không? Em muốn bạn gái thì em cố gắng làm, tức là có sự chăm chỉ trong công việc, cùng làm với em ha. Dạ. Phát triển kinh doanh kinh tế. Dạ. Cho gia đình ha. Dạ. Có mẫu người lý tưởng gì không? Thì lúc em đăng ký thì em có nói là em thích cái sự dễ thương của tâm tít đó chị. Tâm tít hả? Dạ. Tâm tít hay tôm tít? Nói ảnh đi, thích tâm tít đó chị. Tâm tít hay tôm tít? Tâm tít. Dạ. Anh lên ảnh cho thích là tôm tít thôi. Anh thích là tôm tít thôi, tôm tít là ngon lắm. Thôi được rồi, đó là mọi thứ thôi, nhưng mà hôm nay là mình gặp nhau mình sẽ cảm nhận ha. Ồ, chào em. Nãy giờ em hình dung bạn trai bên kia thế nào? Em cũng không hình dung gì nữa, đợi gặp mặt rồi. Không hình dung hết trơn hả? Sợ suy nghĩ nhiều quá rồi ấy. Ấy. Không, bên kia cũng lãng mạn, bên đây cũng lãng mạn. Nhưng mà lãng mạn nhiều quá, đôi khi mơ mộng nhiều quá cũng không tốt. Dạ không sao đâu anh, tại vì em có lãng mạn nhưng mà em cũng rất là thực tế, có thể kìm lại được. Thí dụ như em thích bạn trai bên kia lãng mạn, rồi bạn lãng mạn quá, rồi bạn gọi là một chút bay bổng với người khác thì sao? Sẽ nói chuyện lại với nhau Nói chuyện với nhau hả? Dạ. Anh nghĩ là một người lãng mạn đỡ hai người lãng mạn, rồi
Nhiều khi quá nó hơi cũng hơi lãng lãng á. Em nghĩ có thể cân bằng được. Cân bằng được á ha. Dạ. Rồi em định bao giờ, nếu em với anh đồng ý bấm nút thì bao giờ kết hôn? Dạ khoảng một năm cũng được. Khoảng một năm cũng được. Ừ. Có đồng ý về bán siêu thị với ảnh không? À, nói chung là em nghe ảnh là làm kinh doanh. Tại vì hơi hướng của em thì sau này cũng muốn làm kinh doanh. Em có thể hỗ trợ được. Nhưng mà anh hỏi câu này nó cũng hơi ấy, nhưng mà phải hỏi thôi. Tại sao con gái cứ không thích là hói gì lại bụng phệ này kia là sao? À, điều gì gây cho em không thiện cảm với người như vậy? Thật ra thì em cũng không có ác cảm gì. Nhưng mà thường là con gái, không phải là con gái không, mà là đàn ông hay phụ nữ đều được thích cái đẹp. Mà hai điểm đó thì nó không nằm trong cái đẹp. Nên là mình cũng hơi hơi phải. Cái đó là có điểm khác bù trừ lại. Anh nghĩ như vậy cũng chưa chắc có điểm khác bù trừ. Có khi tình yêu thì sao? Đúng không? Giống như anh Nguyễn Linh thì có cái duyên thì sẽ có người khác thích. Ông anh thì cũng hói đó, cũng buồn phệ đó. Thôi, nghe nhắc tới anh Việt Linh đi về. Mời bạn. Chào anh ạ. Rose. Để thấy lãng mạn chưa? Dạ. Quá đầu tiên gặp thì anh cũng có món quà tặng. À, dạ, em cảm ơn. Thử tôi ra luôn vậy hả? Tôi luôn hả? Gì vậy? Nguyên bó hoa hồng à? Ừ. Nè. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà gửi tặng anh. Rồi, à, cảm ơn em. Dạ, cuốn quyển sách mong anh sẽ đọc và cảm nhận đó. Rồi, cảm ơn em dạ. Nhiều rồi. Một người tặng hoa, một người tặng sách. Hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Xin mời hai bạn trò chuyện. Anh nghĩ cái ấn tượng tiên nó cũng quan trọng. Lúc mà mới gặp thì em nghĩ về thấy anh như thế nào? À, em thấy có một ưu điểm là đeo kính giống em là em thích rồi. Nếu như sau này quen nhau và em muốn người chồng của em thì như thế nào? À, một người chồng á anh? Chung là khi mà tiến tới hôn nhân rồi thì là anh ấy phải là người có trách nhiệm, đặc biệt là có sự quan tâm đến gia đình nhiều. Như em đã nói anh thích một người có chí á, nên là phải biết nhìn xa để có thể là giúp gia đình của mình phát triển như thế nào, đồng vợ đồng chồng cùng làm việc. Và quan niệm về chăm sóc con cái thì chúng ta có thể từ từ trao đổi thêm sau được. Mà hai người phải làm thật sự yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ. Lúc nãy lúc mà nghe em nói là một người rất là chu đáo và hay chuẩn bị kỹ những mọi thứ á, thì khi nghe rất là thích. Vì anh cũng thích là đi chơi với người yêu hay đi phượt á, nhưng mà mỗi lúc đi thì không biết chuẩn bị gì hết. À, dạ. anh quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Trong tình yêu thì cái đầu tiên là hai người sẽ chung sở thích với nhau. Cái thứ hai thì có thể bỏ qua những cái gì mà, vì trong cuộc sống thì ai cũng có những cái sai sót hết, thì mình có thể sẵn sàng mình bỏ qua những cái đó để mình sống với nhau hơn. Okay. À, không biết là anh có tôn giáo gì không ạ? Không. À, không. Vậy tốt quá. À, em hỏi không thôi, tại vì là em thực ra cũng không có tôn giáo gì, nhưng mà em lại thích về Phật á. Lâu em cũng hay đi chùa và ăn chay á. Anh có hay ăn chay được không? Cái đó thì hồi trước cũng có hay đi. Thỉnh thoảng cuối tuần á thì cũng hồi trước thì lúc còn ở trong này á thì cuối tuần cũng hay đi, mà ăn chay thì cũng thỉnh thoảng. Là được. Ý là em muốn hỏi là nếu như mà anh có thể vì một người nào đó thay đổi thói quen của mình vì người đó được không? Tất nhiên rồi, vì dạy chứ một phần cũng dạy gái đó. Mai mốt lấy nhau về thì hai bạn ai sẽ là người quản lý kinh tế? Dạ, em nghĩ cái đó tất nhiên là bạn nữ chị. Do em thì em về kinh tế thì em giữ thì không có được. Chuyện con cái mình tính như thế nào? Anh thích có mấy đứa? Con thì em nghĩ càng đông càng vui, miễn sao mình có đủ khả năng lo cho con là được chị. Đúng rồi.
Bây giờ cái buổi hẹn hò đầu tiên của hai bạn như thế nào? Hai bạn đều là những người lãng mạn. Bạn trai mình sẽ tổ chức buổi gặp mặt như thế nào? Thật ra là em nghĩ là ai cũng nghĩ là tình yêu phải lãng mạn, rồi sau đó là hôn nhân sẽ đơn giản. Nhưng mà em là có sự cân bằng giữa thực tế và lãng mạn, nên là như em nói em thích người đơn giản á, nên là không cần một gì quá cầu kỳ, lãng là một cách đơn giản là tốt nhất. Thì bản thân thì cũng lãng mạn ở những, tức là những cái khi mình muốn cái tình cảm nó nhiều hơn á, thì những lúc đó mình sẽ lãng mạn những cái lời thoại đó, còn bình thường thì mình vẫn sống thực tế hơn. Dạ, được thôi. Bây giờ mỗi người sẽ nói một câu gì đó thật tình cảm, suy nghĩ gì người đối phương thế nào, mình mong muốn điều gì. Mời các bạn. Thì nói thật lòng mình trong giây phút này nhé. Thì khi gặp thì cái cảm giác đầu tiên thì em cũng có thích bạn. Thì giữa thích và yêu thì một khoảng cách rất là xa, nên em cũng muốn là sau chương trình này thì sẽ có cơ hội để mình nói cho bạn ấy, chứ không phải nói với Khách Tường, với Nguyễn Linh. Dạ. Nói lại với bạn ấy. Nên sau chương trình thì này thì em có thể muốn có thời gian là hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nên dạ. Bạn gái, em cũng rất là vui hôm nay được gặp anh. Cảm nhận đầu tiên thì em cũng có thích chút. Em mong là chúng ta sẽ dành cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn, và nếu có duyên thì sẽ tiến tới xa hơn. Rồi, dạ. Chúc mừng hai bạn. Đặt tay vào nút bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, đầu tiên có quà, quà như nắm tay nhau nè. Đấy, bạn trai cũng có thể cầm giùm. Được rồi. Nhưng mà không nắm quên tay nhau, nắm tay nhau bạn nhé. Thôi để em cầm bên này. Đúng rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Rồi.